说人挺明，回阵雨里你我各安天命，冷雨快跌破互相倒影。Bên trong bốn bức tường đỏ gạch vàng bao quanh thành trì này là trung tâm quyền lực của mấy đời Dương triều. Quyền lực hình như có lời nguyền, luôn khiến cho những người nắm quyền lực chịu khống chế của lời nguyền đó, cùng đi theo một con đường hướng tới cùng một vận mệnh. Trong số 13 Dương triều thời Mãn Thanh, tố nữ vào cung chờ được chọn đến hơn vạn người. Nhưng người được thành công trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ chỉ có 28 người. Trong đó có bao nhiêu người có khả năng thoát khỏi lời nguyền của quyền lực, nắm vững số mạng của mình? Nô tài tham kiến thần quý phi nương nương. Bình thân. Tạ nương nương. Các dì muội muội, các muội quá khách sáo rồi. Mùng 9 tháng sau mới tới đại lễ sắc phong hoàng hậu, thì hà tất gấp gáp tặng lễ cho bổn cung? Muội muội biết càng gần tới ngày đại hỷ, thần quý phi tỷ tỷ càng bận rộn, cho nên bọn muội cố tình tặng trước hậu lễ. Đây là một cặp ngọc điêu chu long và ngọc phụng, ngầm ý chúc hoàng thượng và hoàng hậu long phụng trình tường. Thật là mang ý lành, dân phi muội muội đúng là có tâm tư. Muội muội xin tặng gối ngủ ảnh thanh bằng sứ, chúc tỷ tỷ ngủ ngon giấc. Thanh tường xin tặng một tượng quan âm tống tử, cung chúc hoàng thượng hoàng hậu bách tử thiên tôn. Dĩnh đồng xin tặng một đôi bông hồ điệp, chúc hoàng thượng hoàng hậu luôn sánh đôi bên nhau. Thiệt lâm xin tặng hai đôi đũa có khắc quyên ương, chúc hoàng thượng hoàng hậu mà có hoàng tử. Mỗi người đều có ý tốt, hôm nay bổn cung quả thật rất vui. Để đáp tạ các muội muội đây, bổn cung đã kêu thợ làm trăm trân châu tặng cho mỗi người một cây. Những cây trăm này gọi là dạng thiên tinh quy, hình vẽ trên cây trăm ngụ ý các muội như ánh sao sáng, sáng ngời vạn trượng. Tạ thần quý phi nương nương. Qua đây xem đi. Trời ơi, đẹp quá thiệt. Rất tinh xảo. Ý, chậu hoa nở rực rỡ thiệt đó. Chậu hoa này là quà chúc mừng của Y Phúc Tấn tặng cho bổn cung. Chọn một chậu hoa ở trong vườn hoa của mình tặng cho nương nương. Y Phúc Tấn đúng là rất có thành ý. Chậu hoa này là Y Phúc Tấn dùng thời gian 3 tháng chăm sóc rất cẩn thận, đúng là vật nhẹ tình ý nặng. Hán Võ Đế từng nói: tường di tuyệt thắng giai nhân tiếu, bông hoa diễm lệ nhưng có gai. Ngụ ý phong tình dạng chủng nhi bất hảo nhã. Không biết Ý Phúc Tấn là cố ý hay là sơ ý. Dân phi muội muội, muội hiểu lầm rồi. Theo lời Ý Phúc Tấn, chậu hoa này không phải hoa tường di thông thường, mà là một giống hoa quý hiếm trong loài hoa, ngụ ý vui vẻ hạnh phúc, như ý cát tường, là hoa trung chi hậu. Cả hậu cung này ai nấy đều vui vẻ nhộn nhịp, đặc biệt là trữ tú cung, khắp nơi đều treo đèn và kết khăn đỏ, riêng chỉ có biệt quyển này của chủ tử thì lạnh lẽo vô cùng. Mama, đâu phải người không biết ta thích nhất là yên tĩnh. Phần quả trong như thủy tinh, chưa ăn đã biết ngọt thanh, đáng là hoàng hậu trong các loại quả. Trong giờ phút này đem tặng quả hậu cho chủ tử, nói muốn cùng chia sẻ, rõ ràng là muốn tự khoe khoang bản thân. Thật ra người làm hoàng hậu nên là chủ tử mới phải. Thần quý phi nương nương, là bởi vì ta đã tặng một chậu hoa trung chi hậu cho cô ấy, nên mới đem tặng lại một dĩa quả hậu cho ta. Có qua có lại, không có ý gì khác. Chúng ta không nên lấy dạ tiểu nhân đi đo lòng quân tử. Kim Cang Kinh có câu: tất cả đều quy pháp, dù mộng ảo pháo ảnh, sương khói hay điện ngọc, đều chỉ là trong ý niệm. Hai năm qua,
Chủ tử đã chép hơn 100 biến rồi. Cuối cùng còn chép đến khi nào? Đến khi người trở về bên cạnh ta mới thôi. Bữa tiệc lớn trong đêm đại lễ sắc phong hoàng hậu sẽ theo như lời cũ, yên thỉnh 33 vị sứ tiết bày ra 66 bàn, mỗi bàn có 99 món thức ăn. Bây giờ thiện phòng sẽ dâng lên một số món ăn trước, mời hoàng thái hậu, hoàng thượng nếm thử từng món. Món này là bách hoa cẩm tú nghênh thái phụng, có ý long đằng phùng tường, thiên hạ thái bình. Đây là món nguyên ương phụng hoàng giao trụ bồ, có ý hoàng truy chí hỷ, phúc thọ song thu. Còn đây là ngọc thụ dân thái bản tinh thần, ngũ ý cầm sắc bách niên, thiên ngũ tề linh. Còn món này kim ngọc mãn đường khánh phong niên, ngũ ý bách tử thiên tôn, đoàn viên một nhà. Cứ nghĩ đến đại ca của con xuất chinh biên cương, hai năm nay không có tin tức gì, chưa rõ sống chết. Trong lòng của ai gia đây? Hoàng ngạc đương, di thần vẫn luôn phái người đi tìm tung tích của đại ca. Thì có tin gì sẽ báo cho hoàng ngạc đương biết. Ai gia cũng biết hoàng di con hiếu thảo. Được rồi, hôm nay đừng nhắc đến những chuyện mất vui như vậy nữa. Tiểu vệ tử, những món này... Nô tài đáng chết, thần lập tức sai người mang đi. Không cần, những món ăn này mang ý tốt, nhất định phải kê vào thực đơn, để hoàng thượng và hoàng hậu có thể bách tử thiên tôn, khai chi tán nghiệp cho hoàng thất đại thanh. Hoàng ngạc đương nhớ nhung đại ca, hai năm nay mưa gió không đổi, tụng kinh niệm Phật cho đại ca. Trẫm không thể chia sẻ được với người, đúng là hổ thẹn làm con. Hai năm trước, một thân vương chinh chiến gặp nạn, vẫn chưa rõ sống chết. Tin là lành ít dữ nhiều. Thật ra hoàng thái hậu cũng đã đoán được rồi. Nguyên Quyện, tuyệt đối đừng nói vậy trước mặt hoàng ngạc đương. Người nghe được nhất định sẽ rất buồn. Hoàng ngạc đương không vui, trẫm cũng sẽ không vui. Nô tài lỡ lời, mong hoàng thượng bớt giận. Thật ra là biểu hiện rất tốt, luôn làm cho hoàng ngạc đương thấy vui. Đại lễ xác lập lần này, trẫm biết nàng đã tốn rất nhiều công sức lo liệu, hy vọng đến lúc đó sẽ được thuận lợi. Hoàng ngạc đương và nàng đều được vui vẻ. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại có gió lớn quá? Hoàng thượng, trời có hiện tượng thất thường, hình như sắp có một trận mưa bão lớn. Nô tài khẩn xin hoàng thượng và nương nương lập tức khởi giá hồi cung. Cầu xin ông trời cho biết miên nhi của con là sống hay chết, đang ở nơi đâu? Bẩm hoàng thái hậu, bên ngoài đang có mưa đá. Sao vậy tiểu bác? Sấm sét mà cũng sợ sao? Bẩm hoàng thượng nương nương, phía trước có cái đình, hay là vào đó tránh đỡ đi. Hoàng thượng, sao vô duyên vô cớ lại có mưa đá vậy? Thì quý tử sợ yếu, lập tức gọi tống nương nương về thẩm cung. Dạ. Hoàng thượng định đi đâu? Chẳng qua coi hoàng ngạc đường. Hoàng thượng nhớ cẩn thận. Chủ tử, cẩn thận đó, mưa đá rơi trúng người bây giờ. Đừng lo cho ta, bảo vệ qua cổng trăm quan trọng hơn. Cũng may nó không bị tổn hại, các người bình an thì tốt rồi. Thọ Khang Cung. Giữa tháng 3 nóng bức mà có mưa đá, thật là hiếm thấy. Không lẽ là điềm bất lành? Có điều hoàng thượng, hoàng thái hậu không cần quá lo lắng. Sắp đến đại lễ sắc phong hoàng hậu, chắc trời cũng chúc mừng. Đó được gọi là điềm sung hỷ. Vậy sao? Hoàng ngạc đương, ngươi không cần phải lo lắng nữa. Ai gia chỉ lo lắng lần này ông trời mượn cớ rơi mưa đá, báo cho ai gia một điềm thôi. Là điềm gì? Là đại ca miên di của con đã gặp nạn rồi. Tiểu thái tử,
Dạ có nô tài. Qua hỏi Y Phúc Tấn có gì cần giúp đỡ không? Dạ. Thỉnh an thần quý phi nương nương. Miễn lễ. Tạ thần quý phi nương nương. Y Phúc Tấn tới thỉnh an hoàng thái hậu sao? Dạ phải nương nương. Có điều hoàng thái hậu chưa có thời gian rảnh tiếp kiến nô tài. Tiểu quý tử, giúp bổn cung thông báo một tiếng, nói thần quý phi và Y Phúc Tấn cùng đến thỉnh an hoàng thái hậu. Dạ. Tại cung thỉnh hoàng thái hậu thánh an. Bình thân. Tạ hoàng thái hậu. Hôm qua có mưa đá, Nguyên Quyển sợ hoàng thái hậu kinh sợ, cố tình đem tới nhân sâm quan giả để hoàng thái hậu bổ khí hoạt huyết, diên niên ít thọ, thanh xuân lâu dài. Nguyên Quyển thật là quan tâm đến Ai gia. Ban tọa. Tạ hoàng thái hậu. Nô tài xin dâng lên hoàng thái hậu bánh mứt đặc biệt của Tô Châu và trà bích loa xuân. Y lạc sống ở Tô Châu lâu, nhìn thấy mỹ thực của Giang Nam, khó tránh thương nhớ quê hương. Hai năm nay giữ ngươi ở lại trong cung, thật là quốc ức cho ngươi rồi. Nô tài không dám. Nô tài được ở lại trong cung hầu hạ hoàng thái hậu là ân đức của hoàng thái hậu, vạn phúc của nô tài. Tôi của Ai gia lại nằm mơ thấy miên gì? Chắc là do hoàng thái hậu ngày nhớ đêm mong, cho nên mới như vậy. Ai già còn nhớ Ngà Mi Di ra đời, bầu trời kinh thành xuất hiện mây ngũ sắc. Đó là một điềm báo cát tường rất hiếm thấy. Miền Di là trưởng tử, từ nhỏ đã thông minh hơn người, văn võ song toàn. Tiên hoàng nhân tông lại càng yêu quý nó hơn, đã sớm có ý truyền ngôi báo lại cho nó. Đáng tiếc tần hồn mới 3 tháng thì nó đã gặp nạn. Không biết là vì ngươi không có phúc phận, hay là vì Miên Di của Ai gia không có phúc khí. Khi Mục Thương Dương lên đường, đã từng hứa với nô tài nhất định sẽ bình an trở về. Nô tài tin là chàng nhất định sẽ giữ lời hứa. Hoàng thái hậu luôn một lòng thành tâm niệm Phật, tích phúc cho Mục Thương Dương, nhất định sẽ khiến ông trời cảm động mà khai ân. Nô tài Ngô Kiến muốn tổ chức Thiên Đăng Đại Hội, cầu phúc cho Đại Thanh, mong hoàng thái hậu ân chuẩn. Chỉ cần hoàng thượng tán thành thì Ai gia cũng vui lòng chấp nhận. Tạ hoàng thái hậu. Đa tạ thần quý phi nương nương. Y Lan hôm nay mới được hoàng thái hậu tiếp kiến, lại được may mắn tham dự Thiên Đăng Đại Hội để cầu phúc cho phu quân. Ta biết hai năm nay ngươi sống rất ưu buồn. Khoan nói tới người khác, nhìn ngươi đi, chỉ riêng cảm giác cô phòng lạnh lẽo, ngày đêm tụng kinh niệm Phật chờ mong phu quân trở về, đã khiến bổn cung rất khâm phục. Y Lan thân phận nhỏ nhoi, những gì làm được chỉ có như vậy. Chỉ mong trời xanh thương xót, Mục Thương Dương có thể sớm bình an trở về. À phải rồi, Y Lan vẫn chưa đích thân chúc mừng nương nương. Nương nương đoan trang từ huệ, thục đức tiết hành, hậu cung có nương nương cai quản thật là vạn phúc. Nhận lĩnh ý tốt. Theo như ta nghĩ, nếu Mục Thân Dương không gặp bất trắc thì ngôi vị hoàng hậu này lẽ ra đã thuộc về ngươi. Y Lan ngày đêm chép kinh, tâm như tình thủy, chỉ biết là dù mộng ảo pháo ảnh, sương khói hay địa ngọc, tất cả đều có thiên mệnh, không thể cưỡng cầu. Ngươi an phận thủ thường được như vậy quả thật rất hiếm có.
chúc mừng thư trung đường, thần Quý Phi sắp được lập làm hoàng hậu rồi. Thục trung đường, ngài được nhờ phúc của con, tới lúc đó sẽ được phong làm nhất đăng thừa ân công. Đúng là quan cao chức trọng, rất đáng để chúc mừng. Tôi còn có rất nhiều điều phải thỉnh giáo hai vị đại nhân là Ô Trung Đường và Khánh Thần Dương đây. Chúng ta đều là đại thần trong triều, đều vì triều đình mà tận lực. Ô Trung Đường cần gì phải khiêm tốn vậy chứ? Quốc gia đang có nhiều chuyện cần làm, tôi nghĩ nên nắm bắt thời cơ bàn bạc chính sự đi. Bên vùng Hà Bắc lũ lụt liên miên, bá tính lưu lạc lầm than. Bổn quan cho là triều đình nên mau chóng mở kho phát chẩn cho dân. Hiện nay lương thực trong quốc khố rất ít, chuyện này không thể hành động khinh suất được. Chuyện nên quan tâm là làm sao để giải quyết thiên tai, giúp đỡ cho dân. Các khanh gia, có chuyện gì mà tranh luận dữ vậy? Cung thỉnh hoàng thượng thánh an. Bình thân, thủy hòa ở Hà Bắc nếu không được khống chế sẽ rất dễ dẫn tới đói kém. Trẫm tán thành ý kiến của Di Linh nên mở kho phát chẩn. Hoàng thượng, theo như thần thấy, vì đường vận chuyển không thuận lợi, lương thực cung ứng cho kinh thành ngưng trệ. Nếu trong lúc này mà còn mở kho phát chẩn, e là sẽ nguy cấp tới sự ổn định của quốc khố đó. Thần tán thành ý kiến của Ô Trung Đường, xin hoàng thượng suy xét lại. Hoàng thượng, Di thần cho rằng trong lúc nguy cấp nên tu sửa đê phòng lũ trước, rồi hãy xét tới chuyện có nên mở kho phát chẩn hay không. Thư Trung Đường nói rất có lý, chuyện này không nên chậm trễ. Nhưng mà trẫm nên phái người nào nhận lãnh trọng trách này? Hoàng thượng, thần không dám chối từ, xin nhận trọng trách này. Hoàng thượng, tu sửa đê điều thuộc về trách nhiệm của công bộ. Đối với chuyện mở kho phát chẩn, Di thần nguyện sẽ làm tròn trách nhiệm. Hoàng thượng, năm ngoái Tây Bắc đại hạn, người thi hành mở kho phát gạo chính là thuộc hạ của Thư Trung Đường. Kết quả là có người làm chuyện mờ ám, làm cho lương thực chậm trễ, không tới được tay của người dân đó. Sau đó bổn hoàng đã xử lý cách chức hắn rồi. Hoàng thượng, lần này Di thần là muốn lập công chuộc tội. Di Trung Đường không đúng chức trách, không làm việc được. Ông như vậy là vượt quá chức trách, nhúng tay vào chuyện của người khác. Ông nè, được rồi, hai vị khanh gia đừng tranh luận nữa. Trẫm đức vui khi thấy hai vị khanh gia chịu vì triều đình mà tận lực như vậy. Thư Trung Đường là thượng thư công bộ, chuyện này giao cho Thư Trung Đường làm đi. Thời tiết rất nóng bức, lát nữa trẫm sẽ phái người đem thượng ban đông lương trà ban cho các vị khanh gia để hạ quả. Đã hoàng thượng. Nguyên Quyển, ái phi của trẫm. Đi đâu rồi? Ái phi. Nô tài cung thỉnh hoàng thượng thánh ân. Ái phi của trẫm biến thành người giải từ khi nào vậy? Đâu chỉ nô tài mới biến thành người giải, mà hoàng thượng cũng biến thành người giải luôn nè. Nô tài và hoàng thượng hợp thành một đôi, không rời xa nhau. Nếu như người giải này có thể thay trẫm lên triều được thì tốt. Vậy thì trẫm có thể khỏi thiết triều, rảnh rỗi ngủ bù rồi. Hoàng thượng từ sáng đến tối đều lo lắng chuyện của triều chính, nhất định là vất vả lắm. Trẫm tuy là vất vả, nhưng vì đại thanh, để không làm tiên tổ thất vọng, dù là vất vả hơn, trẫm cũng sẽ cố gắng. Hoàng hậu, nàng có ủng hộ cho trẫm không? Đương nhiên là có rồi. Nô tài nhất định sẽ mãi mãi hầu hạ bên cạnh hoàng thượng như hình với bóng. Hoàng thượng mở mắt ra được chưa vậy? Mới sáng sớm người đã đưa nô tài đi đâu chứ? Được rồi, tới rồi. Hoàng thượng đưa nô tài lên thành lầu để làm gì vậy? Tiểu thái tử, truyền khẩu dụ của trẫm, những người không có trách nhiệm tất cả lui ra. Dạ. Ái phi, đang chuẩn bị để bay nha. Bay? Ái phi, nếu đã chuẩn bị xong, chúng ta sẽ bay lên trời giống như con chim nhỏ vậy. Chuẩn bị. Nguyên Nguyễn, nàng đừng sợ, có trẫm ở bên cạnh nàng. Nàng xem, chúng ta đang bay phía trên tường cấm thành đó. Bay như vậy đâu có giống con chim nhỏ. Con chim nhỏ làm sao mà hạnh phúc như trẫm và ái phi được. Có đôi có cặp bay cạnh bên nhau. Ê da, Nguyên Nguyễn nè, coi con dòng lớn chưa kìa. Đẹp thật đó. Nguyên Nguyễn à,
Nàng đếm xem có tất cả bao nhiêu màu. Hồng, cam, vàng, lục. Nghe nói hoàng thượng và hoàng hậu tương lai của chúng ta bay như là đôi chim vậy. Không lẽ hoàng hậu tương lai của chúng ta đã uống thuốc trường sinh, muốn quá thành hàng Nga sao? Vậy thì tôi sẽ viết thêm một câu chúc mừng lên trên thiên đan này. Chúc cho họ sớm được thăng thiên. Đừng nói to như vậy chứ, coi chừng tới tay hoàng hậu tương lai chúng ta sẽ gặp rắc rối đó. Thân trong hậu cung có ai thật sự được ngủ yên giấc chứ? Hoàng hậu tương lai có được sủng ái của hoàng thượng thì bay lên ngọn cây biến thành phượng hoàng, còn tất cả chúng ta chỉ là vật làm nền cho bà ta thôi. Giờ tốt đã tới, mời hoàng thượng chủ trì nghi thức hạ thiên đăng. Trời xanh chứng giám, trẫm đại diện cho toàn dân Đại Thanh cầu xin, mong cho quốc gia Đại Thanh bình vững muôn đời, trời yên biển lặng, mùa màng tươi tốt, quốc thái dân an. Dọc chàng sớm có ngày trở về, Y Lan vẫn luôn chờ đợi chàng. Cáo mệnh phu nhân, Nguyên Uyển được hoàng thượng sủng ái làm mẫu nghi thiên hạ. Cả lễ hội cầu phúc này đều do Nguyên Uyển tự tay tổ chức, long trọng quy hoạch như vậy. Công lao của Ngạc Nương bà không phải là nhỏ đâu. Tạ hoàng thái hậu khen tặng, nô tài chỉ làm tròn bổn phận. Nguyên Uyển được hoàng thái hậu dạy dỗ cho nên mới được như ngày hôm nay thôi. Nguyên Uyển có ngày hôm nay tất cả đều nhờ công lao và đại ân của hoàng thái hậu. Nhưng Nguyên Uyển cũng là viên bảo ngọc thì mới làm được như vậy. Tạ hoàng thái hậu khen tặng, viên bảo ngọc Nguyên Uyển này cũng nhờ hồng phúc của hoàng thượng chiếu sáng mới được tỏa sáng trước mọi người, đúng không hoàng thượng? Khởi bẩm hoàng thượng, ngọc bội này đã được khai quang, đã được làm phép bình an, mời hoàng thượng thu nhận. Được. À, thiên đăng bốc cháy rồi. Hả? Cháy rồi. Cháy rồi. Cháy rồi. Cháy. Cháy rồi. Cháy. Ô dạ. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Bảo vệ hoàng thượng, bảo vệ hoàng thượng. Miên Nhi, có phải chàng đã gặp chuyện gì bất trắc không? Miên Nhi. Đi đi. Nàng có sao không? Tay của nàng chảy máu rồi. Truyền thái y. Truyền thái y. Bây giờ tới ngôi vị hoàng hậu của con cũng đang bị nguy hiểm rồi. Ngạc nương, chuyện xảy ra trong hội thiên đăng mọi người đều đã chứng kiến. Con chưa từng nghĩ hoàng thượng đối với cô ta vẫn còn lưu luyến tình cảm. Uổng công trước đây trước mặt hoàng thái hậu nói giùm cho ả ta, lần này đúng là nuôi ong tai áo, nuôi khỉ dòm nhà. Nữ cô Lộc Y Lan đó là gì chứ, có thể sánh được với Nguyên Quyển này sao? Không sợ nhất dạng, chỉ sợ dạng nhất. Tình cảm của hoàng thượng đối với Y Lan không biết sâu đậm tới đâu. Nếu để tiếp tục nảy sinh, tới lúc đó hậu quả sẽ khôn cùng. Cho nên nhất định phải diệt cỏ tận gốc. Ngạc nương, yên tâm đi, con từ nhỏ tới lớn Ngạc nương đều an bài tất cả giùm con, không cần con lo đâu. Lần này con chỉ cần chọn đúng lúc, phối hợp một chút là được rồi. Con gái ngoan, ngôi báo hoàng hậu của con không dễ gì có được. Con nhất định phải ngồi cho vững lên ngôi vị hoàng hậu này mới được. Khởi bẩm hoàng thượng, nô tài dựa theo sao chiếu mệnh của một thân dương để bốc quẻ phỏng đoán, phát hiện những thiên tai gần đây rất có khả năng là vì thi thể của một thân dương chưa được an táng đã trở thành du hồn giả quỷ. Cách giải quyết duy nhất chính là phải nhanh chóng tìm ra thi thể của một thân dương tiến hành hậu tang. Trong 2 năm một thân dương mất tích, trẫm không gần sai người đi tìm kiếm, nhưng mà vẫn chưa có tin tức. Thi thể chưa tìm thấy, làm sao mà an táng đây? Bằng cách chiêu hồn có thể tìm được thi thể. Chiêu hồn? Hoàng thượng,
người sống đem tới mộ lựa chọn tốt nhất, không ai ngoài vong nhân của một thân dương là nữ cô Lộc Y Lan đó. Nói bậy, chuyện các ngươi nói đều là bị đặt vô căn cứ. Muốn dùng người sống để cúng tế, sau đó tuẫn tán chung, thánh tổ hoàng đế đã có chỉ từ lâu. Cấm nô bộc bị chung chung với chủ. Thần cũng chỉ nghĩ cho xã tắc đại thành, mong quá giải được điềm dữ, cũng là mong hoàng thái hậu được an lòng thôi. Nhưng tại sao nhất định phải là Y Lan? Một thân dương tân hôn chưa bao lâu đã tử trận xa trường. Người mà ngài ấy lo lắng nhất, muốn gặp nhất chính là vị vong nhân của ngài ấy. Đủ rồi, trẫm không muốn nghe thêm nữa. Lấy người sống để cúng tế, thiên lý bất dung. Trẫm không cho hai người nhắc lại chuyện này, có biết chưa? Dạ. Mama, người thấy hoa ngọc trâm nở có đẹp không? Ta có dự cảm hoa nở đẹp như vậy là báo hiệu ngày trở về của Miên Di đã sắp tới rồi. Có người tận tâm chăm sóc như vậy, hoa ngọc trâm đương nhiên phải nở thật đẹp rồi. Nô tài cung thỉnh hoàng thượng thánh an. Biện lễ. Tạ hoàng thượng. Y Lan à, vết thương trên tay nàng sao rồi? Nô tài không sao, tạ hoàng thượng quan tâm. Nàng không sao thì tốt. Trẫm còn nhớ hai chậu hoa này là đại ca trước khi xuất chinh đã tặng cho nàng, nàng luôn rất trân quý. Hai chậu hoa này là lời hứa của Miên Di đối với nô tài. Vì vậy bất luận thế nào, nô tài cũng sẽ không để chúng héo tàn. Đại ca có được một vị phúc tấn tình thâm nghĩa trọng như nàng, thật khiến cho người ta ngưỡng mộ. Trẫm rất nhớ những ngày còn nhỏ, đại ca, trẫm và nàng, ba người chúng ta tương thân tương ái, thanh mai trúc mã bên nhau. Nhưng không biết từ khi nào trẫm và nàng đã trở nên xa lạ. Tiểu bác, lâu rồi không gặp, người có khỏe không? Người không bằng chim chóc. Chim chóc có thể tự do tự tại, vô ưu vô lo, không cần kiêng kỵ, không cần trốn tránh, không sợ lỡ lời. Nô tài là người không may mắn, sợ liên lụy tới Long Nhan bị lây xui xẻo, cho nên mới kính nhi viện chi. Trẫm hiểu rồi. Ngọc bội này đã được khai quang, sẽ giúp cho nàng bình an. Nô tài không xứng nhận quà tặng của hoàng thượng. Miếng ngọc bội này nàng không phải đeo vì mình, mà là đeo vì đại ca. Nàng phải bảo vệ tốt bản thân, đợi đại ca trở về đoàn tụ. Nàng đợi trẫm hạ chỉ rồi mới nhận hay sao? Tạ hoàng thượng. Nhớ kỹ, nàng không phải là người không may mắn. Nàng là nữ cô Lộc Y Lan, là bạn thân của trẫm, là đại tẩu tốt của trẫm. Trong cung, người hiểu biết về hoa nhiều nhất và biết cách chăm sóc sắc đẹp nhất không ai bì được với Y Phúc Tấn. Nhờ công của Y Phúc Tấn giúp bổn cung chọn được phấn màu trang điểm phù hợp nhất để dùng trong đại lễ sắc phong hoàng hậu. Nương nương quá lời rồi. Y Phúc Tấn và hoàng thượng là thanh mai trúc mã từ nhỏ, nhất định biết rất rõ ý thích và tâm ý của hoàng thượng. Y Lan không dám nhận. Hoàng thượng thiên thu vạn tuế, nô tài thân như cát bụi. Tâm ý của hoàng thượng nô tài làm sao nhìn thấu được. Nương nương là bảo bối yêu quý của hoàng thượng. Y Lan nghĩ là dù nương nương trang điểm đơn giản hay là phấn son diễm lệ, hoàng thượng đều sủng ái người như nhau. Y Phúc Tấn thông minh lanh lợi, nói năng nhẹ nhàng, khó trách được nam nhân yêu thích như vậy. Ý của bổn cung là khó trách một thân dương yêu thích ngươi tới vậy. Có điều bổn cung xin nói thẳng, một thân dương mất tích đã bao lâu nay, lòng của Y Phúc Tấn khó tránh thấy buồn bã. Y Lan luôn tâm niệm chỉ đợi một thân dương trở về đoàn tụ. Bổn cung rất hy vọng Y Phúc Tấn có thể kiên tâm bền chí. Đa tạ nương nương khích lệ. Bổn cung nên cảm ơn ngươi mới phải. Bổn cung không khách khí, xin nhận lấy nha. Nương nương quá lời, có thể hầu hạ nương nương là vinh dự và phúc phần của Y Lan. Vậy thì bổn cung không làm mất thời gian của ngươi nữa, bãi giá.
Y Lan cung Tống nương nương. Ngọc bội này đã được khai quan, đã được làm phép bình an, mời hoàng thượng thu nhận. Miếng ngọc bội này, hoàng thượng nói ngọc bội này sẽ đem lại bình an và may mắn, có thể giúp Y Lan và một thân dương đoàn tụ, nên mới ban tặng cho nô tài. Hoàng thượng quả nhiên còn nặng tình xưa. Với ngươi, với một thân dương đều rất thương yêu, bổn cung thật không thể sánh bằng. Chủ tử, có khi nào nương nương... Bổn cung và hoàng thượng là trong sạch. Ta nghĩ thần quý phi nương nương sẽ hiểu được điều này thôi. Miên Nhi, lần này Miên Nhi trở về là để từ biệt Hoàng Ngạc Nương. Hoàng Ngạc Nương sau này xin đừng lo cho Nhi thần nữa. Miên Nhi, vĩnh biệt. Con nói gì vậy? Miên Nhi, Miên Nhi, Miên Nhi. Nô tài xin thỉnh tội với Hoàng Thái Hậu, cũng vì nô tài đề nghị tổ chức đại hội thiên đăng mới xảy ra chuyện không hay tối hôm đó, khiến Hoàng Thái Hậu kinh sợ, ác mộng liên tiếp. Xin Hoàng Thái Hậu giáng tội. Đứng dậy, đứng dậy. Không liên quan tới con. Thiên đăng đại hội xảy ra tai nạn đều do kẻ không may mắn là Y Lan có mặt tại đó. Mỗi một nơi có ả ta xuất hiện đều xảy ra sự cố, nhất là hai năm nay Miên Nhi không có tin tức gì. Trong lòng Ai Gia đã đoán được rồi, nhưng mà nếu không để ta nhìn thấy con sống trở về thì cũng phải để Ai Gia tìm thấy được thi thể của con chứ. Ai da, thật là trùng hợp quá. Xin tha tội nô tài nhiều lời. Nô tài vừa mới nghe được Khâm Thiên Giám, Giám Chính và Thư Trung Đường mới vừa đề ra với hoàng thượng một cách tìm ra được thi thể của một thân dương, nhưng mà hoàng thượng vừa nghe xong đã cự tuyệt rồi. Là cách gì vậy? Nghe nói phải chôn sống một dương phúc tấn để chiêu hồn. Có chuyện này sao? Vậy tại sao hoàng thượng lại phản đối chứ? Hoàng thượng nói đem chôn người sống thiên lý bất dung. Tình cảm của hoàng thượng đối với Y Lan không biết sâu đậm tới đâu, nhất định phải diệt cỏ tận gốc. Con chỉ cần chọn đúng lúc, phối hợp một chút là được rồi. A Mã của Nguyên Quyển làm việc luôn rất cẩn trọng, nếu không phải là việc chính xác sẽ không bao giờ mở miệng nói đâu. Ai già có mấy câu muốn nói gì với một dương phúc tấn? Những người không có trách nhiệm lùi hết đi. Dạ. Dạ. Người ở đây ngài đem về Miên Nhi mà sao chép kinh sao? Dạ phải, thưa Hoàng Thái Hậu. Tình cảm phu thê của ngươi với Miên Nhi chỉ mới bắt đầu được vài tháng, còn tình cảm mẫu tử của Ai Gia với Miên Nhi đã mấy mươi năm rồi. Miên Nhi và Ai Gia cốt nhục tương liên, nỗi thương nhớ của Ai Gia với Miên Nhi, nỗi đau đớn trong lòng tuyệt đối không ít hơn ngươi đâu. Nô tài rất hiểu điều này. Ai Gia cũng biết ngươi đối với Miên Nhi luôn rất nặng tình, nhưng rốt cuộc là số đậm tới bao nhiêu? Nếu kêu ngươi hy sinh vì nó, ngươi có chấp nhận không? Chỉ cần là tốt cho Miên Nhi, nô tài vạn tử bất tư. Miên Nhi có thể thiếp như vậy quả là phúc khí của nó. Theo lời của Khâm Thiên Giám, Giám Chính và Thư Trung Đường, nếu muốn dẫn dắt được thi thể của Miên Nhi trở về nhà, chỉ có thể đem người đạt tế sống. Người đối với Miên Nhi tình thâm nghĩa trọng thì ngươi nên hoàn thành chuyện này chứ. Miên Nhi chưa chết đâu, con nhất định phải sống đợi chàng về. Là người sợ chết, người giống dĩ không hề yêu Miên Nhi, người giống dĩ là tham sống sợ chết, không chịu hy sinh vì nó. Nô tài không hề tham sống sợ chết, mà chỉ muốn đợi Miên Nhi trở về đoàn tụ. Nếu người biết hy sinh vì phu quân là vinh dự lớn lao của người, có thể làm tròn trách nhiệm một phúc tấn của người, lại càng chứng minh được là người và Đại Thanh Hoàng Triều là quyết mạch tương liên. Nô tài rất yêu một thân dương, rất tận trung với Đại Thanh. Nếu thật sự có thể đổi cho Miên Nhi, nô tài lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ. Nhưng nếu bắt con phải chết một cách không rõ ràng như vậy, nô tài không thể chấp nhận. Xin Hoàng Thái Hậu thu hồi thánh lệnh, nô tài không muốn chết như vậy.
Nô tài phải sống để đợi Mi Di trở về. Chàng nhất định sẽ trở về. Ngươi là kẻ không may mắn, còn ngươi ở đây thì tới thi thể của Mi Di cũng không tìm ra được. Ý của già đã quyết, ngươi cứ ở đây mà đợi nghi lễ chiếu hồn đi. Hoàng Thái Hậu, nâng mà, Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu khởi giá. Tiểu Thế Tử. Có nô tài. Sao mấy hôm nay trẫm đi qua Hoa Viên đều không nhìn thấy Mục Dương Phúc Tấn ra tứ qua vậy? Hồi bẩm hoàng thượng, nghe nói Mục Dương Phúc Tấn có việc cần làm đã xuất cung, còn Hoàng Thái Hậu thì luôn sai Thôi Ma Ma đi theo, cho nên hai ngày nay đều không nhìn thấy bóng dáng của hai người họ đâu cả. Trừ khi có chuyện gì quan trọng, ngay cả Hoa Ngọc trong mà nàng ấy yêu thích nhất mới bỏ mặt không lo. Thả tôi ra đi, tôi không muốn chết như vậy. Thả tôi ra đi. Thần quý phi nương nương, cầu xin người cứu tôi ra đi, người giúp tôi ra khỏi đây đi. Ngày mai ngươi sẽ phải mặc bộ tang phục này đi vào hoàng lăng. Sau khi nghi lễ hoàng thất, tìm được thi thể của Mục Thân Dương, hai người sẽ được an táng cùng một chỗ, không chia lìa nữa. Cả người mà cũng tin làm vậy có thể tìm được thi thể của Mi Di sao? Tôi biết đây là một ý đồ, một ý đồ để ép chết tôi. Đây không phải là ý đồ, mà là ý chỉ của Hoàng Thái Hậu. Tại sao? Tại sao các người không ngăn cản? Còn hoàng thượng, hoàng thượng có biết chuyện này không? Hoàng thượng và bổn cung ngày mai không thể đích thân tiễn ngươi, vì chúng ta phải tổ chức đại lễ sắc phong hoàng hậu. Hoàng thượng nhất định không biết chuyện này. Nếu như hoàng thượng biết, nhất định sẽ ngăn cản. Tôi muốn gặp hoàng thượng, tôi muốn gặp hoàng thượng. Đủ rồi, tất cả kết thúc rồi. Qua ngày mai hoàng thượng sẽ không nhớ tới ngươi nữa. Tại sao? Tại sao người có thể lạnh lùng tàn nhẫn như vậy? Ta không được chọn. Nếu muốn trách thì trách hoàng thượng còn lưu luyến với ngươi, nếu muốn trách thì trách ngôi vị hoàng hậu chỉ có một mà thôi. Nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ giành ngôi hoàng hậu với ngươi. Bây mà giờ không có, ai dám chắc sau này cũng không. Chính là vì vậy mà người thấy chết không cứu. Nhưng từ với ngươi chính là tàn nhẫn với ta. Vốn dĩ ta và hoàng thượng rất ân ái, nhưng bây giờ ngay cả ngọc bội bình an này người cũng đã tặng cho ngươi. Ta không biết ngươi đã làm gì mê hoặc hoàng thượng. Ta chỉ biết là ta rất hối hận lâu nay luôn tin tưởng ngươi, đối xử tốt với ngươi như vậy. Tôi không có, tin tôi đi. Có hay không cũng được, ta không được chọn, giống như ngươi cũng không được chọn. Đây là thiên ý. Nếu muốn trách thì trách số phận của ngươi đi. Muốn trách thì trách số phận của tôi sao? Nếu ngày mai ngươi sợ chết trong hoàng lăng quá đau đớn, thì dược phấn này sẽ giúp ngươi dễ chịu hơn một chút. Ta chỉ có thể giúp ngươi được như vậy thôi. Từ nay về sau, con sẽ là hoàng hậu của Đại Thanh Quốc. Ngôi vị hoàng hậu này không dễ gì có được, con nhất định phải quý trọng nha. Mục Dương Phúc Tấn, thời gian không còn nhiều, xin lập tức khởi hành. Để ta từ biệt với con chim anh vũ của ta được không?
Tiểu Bác, chủ tử phải đi rồi. Sau khi chủ tử đi, ngươi hãy đi khỏi nơi này, sống cuộc đời tự do tự tại, không trói buộc của mình đi. Có biết không? Vĩnh biệt ngươi. Mời hoàng thượng tặng cho hoàng hậu kim sách kim bảo. Tiểu Bác, Y Lan, Y Lan gặp nguy hiểm rồi. Nên biết nặng nhẹ, hoàng thượng, tất cả phải lấy đại cục làm trọng. Hoàng thượng, đóng nắp. Y Lan.